kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Hôm nay mời cả nhà mình sẽ đi dạo vòng quanh Phan Thiết cùng với Tisu. Bây giờ là 6 giờ tối của ngày 6 tây tháng 5. Thời tiết ở Phan Thiết của mình buổi ngày á thì nó nóng, buổi đêm á thì bây giờ thì hơi mát mát một chút. Bây giờ đi đi vào cái khoảng khung giờ này cả nhà, vẫn có một cái cảm giác là cái hơi đường á nó bốc lên, nóng lắm, hừng hực, mặc dù là giờ này có gió. Và Tisu chọn cái hướng đường mình đi từ đường này là đường Tôn Đức Thắng, cái mình đi về cái hướng biển để dạo mát biển, xong rồi vòng qua đường Lê Lợi và đường Võ Thị Sáu. Theo như cái tin tức mà Tisu có nghe được thì ở đến cái thời điểm này là có 13 tỉnh thành mà cũng bị ảnh hưởng do Covid-19 sau cái đợt lễ vừa rồi nghỉ 4 ngày, cho nên là học sinh ở một số tỉnh thành là phải nghỉ học ở nhà, học online. Thật sự ra mà nói là khi nghe được những cái tin như vậy thì mình cũng cảm thấy là tội cho mấy em học sinh, tại vì cũng gần đến cái kỳ thi kết thúc chương trình của năm học rồi, xong rồi chuẩn bị tiếp là thi cấp 2, thi cấp 3 rồi thi đại học. Cái năm nào cũng đến cái năm ngoái chứ, cũng đến cái mùa này là cũng bị ảnh hưởng như vậy đó. Cho nên là mong là mọi thứ sẽ ổn để cho mọi người để trở về lại cuộc sống bình thường. Ở Phan Thiết của mình, cả nhà mình nhìn thấy bây giờ là 7-6 giờ hơn thì trời vẫn còn sáng và đèn thì chúng ta thấy là các xe đều đã lên đèn, đường phố lên đèn, đẹp ha. Bây giờ mình rẽ bên tay đi trái để đi ra hướng biển. Chiều mình đi ra biển là gió nó mát lắm cả nhà mình, nhưng mà không phải ai cũng được đi vào biển chiều đâu. Biển sáng thì có thể là dậy sớm đi, chứ biển chiều ví dụ ai mà đi làm về 5 giờ chiều là thôi rồi, về ở nhà thôi chứ đâu có đi được nữa. Bây giờ 6 giờ tối cái đi dạo con đường biển để hít thở không khí biển, hít thở không khí trong lành. Ở dọc cái con đường biển này cả nhà mình có nhiều cái quán hải sản, rồi bình dân, đa phần là bình dân ở trên cái hướng đi ra biển Đồ Dương này. Hồi lúc trước ở biển Đồ Dương này có mấy cái quán cà phê, rồi những cái quán ăn, bây giờ thì đỡ bớt đi rồi, thì chỉ còn lại một vài cái cà phê ven biển ở các khách sạn ở trước mặt biển thì họ bán thôi, chứ còn những cái quán cà phê dọc hai bên này, quán nhậu được giảm bớt. Tại vì bây giờ những cái quán ăn buổi tối là người ta dạo dời thường là ra bờ kè hoặc là qua đường Hùng Vương. Cả nhà mình thấy Tisu đi nhưng mà là gió thổi quá trời quá đất, quá trời gió luôn. Đi ra tới đây thì hít được cái mùi biển, tận hưởng được cái không khí trong lành, gió mát mẻ. Hôm nay muốn mời cả nhà mình đi dạo phố vào buổi tối thôi để tận hưởng cái không khí trong lành ở tại Phan Thiết quê mình. Thì Tisu xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an, tâm mình luôn an lạc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ở đây là một cái view quán cà phê này nè. Cả nhà mình thấy là ngồi sát ở bên hai đường luôn, xong cái mọi người ngồi uống cà phê rồi ngắm mọi người đi qua đi lại, thì nó cũng là một cái thú vị để mà mỗi khi mà mình muốn dừng ở đâu đó, lại đâu đó ngồi để uống cà phê nhâm nhi, rồi uống nước trái cây cái gì đó để
hít thở cái không khí biển thì mình có thể là ghé ra gần đây để mình ngồi. Ở đây là góc biển Đại Dương nè cả nhà mình. Đó, để Thi Xu đứng lại đây một xíu cho cả nhà mình xem nè. Đây là góc cua của biển Đại Dương. Đó, giờ này mọi người là đi tắm biển thì chắc là về cũng về hết rồi, tại giờ cũng gần 6 giờ rưỡi rồi. Đó, thì mọi người sẽ nhìn thấy là đi công việc hay đi gì đó thì đi theo cái hướng này để xuống qua đường Lê Lợi, chứ còn giờ này đi tắm biển thì mọi người bắt đầu đi lên rồi về hết. Đây trời đã tối. Ở ngoài biển bây giờ họ làm mấy cái chỗ thể dục, ví dụ như là hít xà nè, rồi lắc eo, lắc vòng, rồi xe đạp, làm giống như kiểu trong các công viên ở trong Sài Gòn vậy đó. Thì đây chiều là mọi người, các cô, các chị, rồi các chú cũng ra công viên rồi tập thể dục. Còn đây là một cái cảnh cà phê ven biển nè, nhìn bên này là biển Đại Dương, còn bên này là một cái quán cà phê, tối họ mở đèn sáng vậy đó, mình nhìn thấy rồi mình ngồi ở đây uống cà phê ngắm biển. Chỉ có mùa nắng thôi, mưa năm nay cũng mưa mửa được cây, hồi tối hôm qua mưa được thêm lần nữa là 2 lần mưa. Mình đang đi qua ở trên con đường Lê Lợi thì khúc trước đường Lê Lợi bên tay phải của mình là biển Đại Dương. Rồi khách sạn Đại Dương luôn. Ở cuối cái con đường Lê Lợi này là cái đường mình sẽ đi ra cái biển Hưng Chánh. Hôm qua Thi Xu đi ra ngoài biển Hưng Chánh có quay một cái video clip cho cả nhà mình xem, mà không hiểu làm sao lắp cái máy vô trong xe rồi chạy rồi mà về cái màn hình nó rung, nó lắc giống y như là mình đang nhảy cha 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 trên sàn vậy đó. Về cái màn hình nó lắc ơi lắc qua lắc về, nó nhòe hết tất cả hình ảnh mà không hiểu tại sao. Nên là ngày hôm nay lại lắp máy lên chạy đi tiếp một vòng nữa, nhưng mà giờ này trễ rồi thì xuống cái biển Hưng Chánh thì lại không có quay được nữa, cho nên là kể cho cả nhà mình nghe cái câu chuyện sự cố trong khi quay. Hôm qua cũng đi một con đường, một cái con đường vừa đi vừa nói, vừa đi vừa nói, cái về cái trưa nay bỏ vô làm lại dựng clip. Bây giờ nó ủa sao tự nhiên nó lắc giống y như là khoai tây lóc sấy gì trời. Xong rồi cuối cùng cái clip đó phải bỏ đi, không có xài được. Rồi giờ đi quay lại cái video clip này mà cũng đang thắc mắc là không hiểu sao nó lại bị như vậy. Ở gần đây thì có những cái khách sạn, đây cả nhà mình có khách sạn nhỏ thôi, dọc sát biển thì mình có thể ở lại mình nghỉ chân. Ở giờ này mình thấy phố xá lên đèn, mình nhìn lại một cái cảnh Phan Thiết phố của mình vào buổi tối. Đường này là mình đi thẳng xuống là ra ngoài cảng để mà mình đi Mũi Né đó. Không phải, lộn, ra ngoài cảng để đi Phú Quý. Định là hôm nay là hết lại một tuần, rồi thêm một tuần nữa là Thi Xu sẽ nếu như mà Phan Thiết mình bình ổn thì Thi Xu sẽ xin nghỉ phép một tuần đi ra ngoài Phú Quý chơi, rồi đi quay hải sản, đi quay những cái món ăn Phú Quý, cảnh đẹp Phú Quý để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Mong là mọi thứ ở Phan Thiết của mình, Bình Thuận của mình đều yên lành, thì để cho bà con cô bác đồ còn có kinh doanh rồi
này nọ các thứ để duy trì được cuộc sống. Tizu thấy thường là Mũi Né với Phú Quý là những cái bạn trẻ ở các khu vùng miền đi đến đi chơi, thì coi lên trên mấy cái group đó là họ cứ đặt tour, đặt đồ, đặt khách sạn, bây giờ là họ hủy tour tại vì không có biết là đến cái vùng của mình như thế nào, hoặc là nơi họ ở thì có bị ảnh hưởng gì không. Cho nên là trong cái thời điểm nhạy cảm này là nhiều cái tour bị hủy đi lắm. Thì hy vọng là Phan Thiết của mình là mọi thứ bình ổn. Ở những nơi khác thì bây giờ cũng dần dần cũng sẽ bình ổn sau khoảng thời gian nữa. Hồi trước thì chỉ cách ly có 14 ngày thôi, bây giờ cách ly lên tới 21 ngày. Ở Tisu có người bà con ở bên Mỹ về cưới vợ là về xong cái là cách ly vô 21 ngày, sau đó là sau một tuần sau là không được gặp tiếp xúc người khác nữa, là coi như là mất hết một tháng. Là thật sự là rất là còn khó khăn trong cái thời điểm này. Những ai mà mình muốn về thì phải mất một tháng trời mới được gặp, gần như là một tháng mới được gặp người thân. À, đẹp chưa? Cả nhà mình thấy cái chỗ mình mới vừa đi ngang qua là quán cà phê ở bên bờ kè đây cả nhà. Đó. Đây là Tisu đang đi qua cái con đường này, là nó có hai ngã. Ở phía trước mình là có một cái chỗ họ tổ chức đám cưới. Trời ơi, ở đây còn họ có cái sảnh tổ chức đám cưới lớn quá, hai cái đám cưới luôn. Phan Thiết mình lấy cái sân ở chỗ này làm hai cái đám cưới to quá trời. À, bây giờ mình đi qua lại bên đường này là đường Võ Thị Sáu nè. Đi dọc từ đầu đường đến cuối đường luôn, đến quên qua bên cầu Trần Hưng Đạo là mình sẽ kết thúc video clip. Hôm qua Tisu có đi qua đường Võ Thị Sáu, có quay cái chỗ mà cái góc mà cái hẻm ở trên đường Võ Thị Sáu này, có một cái hẻm mà Tisu nhớ từ lúc mà Tisu còn nhỏ đi học lớp 10 đó. Là thấy ở dưới này họ hay bán mấy cái món là chè rồi cái gì nữa ta, trái cây rồi cháo bánh canh. Rồi hồi đó thiệt tình là nói là hồi đó đâu có tiền ăn đâu, lâu lâu có được ít tiền đi ra ăn, trời nó ngon gì đâu á. Cho nên ngày hôm qua đi qua quay lại cái chỗ đó, tự nhiên mình nhớ về cái cảnh ngày xưa, ngày xưa đạp cái xe đạp đi học ngày, rồi lại tối lại đi học thêm, thì có một miếng tiền, có một ít tiền đi vô ăn. Ê, nhớ lại cảnh ngày xưa thấy nó vui. Ai cũng có một cái thời kỷ niệm hết. Thì cái video clip này về những cái món ăn ở trên đường Võ Thị Sáu này vào buổi tối là Tisu sẽ đăng trong ngày hôm sau nữa. Thì thật sự là các cô chú hỏi là sao Tisu không có ghi ngày để mình quay clip. Thật sự là Tisu chỉ tranh thủ được cái thời gian vào cuối tuần hoặc là những cái buổi tối như thế này nè. Tisu quay rồi sau đó là mình mới bắt đầu mình chia thời gian mình dựng lên, chứ không phải là ngày nào Tisu cũng đi quay. Cho nên là nhiều lúc cái mình đi quay mình không mình chỉ biết được cái giờ thôi. Còn cái ngày là mình chỉ có nói thể là nó là cái ngày dựng clip thôi, chứ cũng không có thể nói chính xác được cái ngày quay clip. Cho nên là thường trong cái video clip thì Tisu ít nói ngày lắm. Tại vì mình nói là ngày hôm đó mình quay thì nó lại lưu lại, rồi xong rồi những cái ngày khác cái mình lại quay. Đó là một ngày nó chồng lên nhiều video clip vậy. Cho nên là cũng mong là cô chú anh chị các bạn thông cảm về cái ngày nó là như vậy đó ạ. Chứ không phải là Tisu không tiếp thu những cái lời đóng góp của cô chú anh chị các bạn đâu. Ví dụ như cái ngày hôm nay là Tisu quay nè, là ngày mai Tisu đăng thì Tisu sẽ nói cái ngày chính xác. Còn những cái video clip vào cuối tuần mà Tisu đi á là Tisu sẽ không nói ngày và sẽ chỉ nói là cái ngày mình dựng clip thôi. Thì mong là cả nhà mình có thể là thông cảm cho Tisu ở chỗ này ha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều.
Hôm trước khi mà Tisu nhận được một cái cách nói của một bạn, anh nói là lâu rồi, 6 năm rồi chưa được về ở nhà, thì cũng nhớ lắm cái con đường ở quê nhà của mình là đường Võ Thị Sáu này, thì mong muốn là nhìn lại một cái video clip ở con đường này vào buổi tối. Thì cái xu sắp xếp thời gian để mà đi quay thì cũng chính là chia sẻ cùng với bạn trẻ cũng như là cô chú anh chị các bạn cái con đường quê hương của mình, để mình coi mọi người đi dạo phố vào buổi tối rồi dạo phố vào ban ngày ha. Ở Phan Thiết mình hồi xưa đi xu nhớ mỗi lần mình đi học á là cứ đi học về khoảng 11 giờ rưỡi cái xong đi bộ qua ở trước trường Phan Bội Châu á, tại vì nhà đi xu ở bên này á là đường từ Văn Tư thì nó có một cái con hẻm, mình đi từ bên này qua bên kia cái đứng chơi bắn kẹo kéo á cả nhà mình, chỉ không biết cả nhà mình có nhớ cái đó không. Nó có một cái xe bằng xe đạp, xong rồi có cái ông để cái bàn, rồi xong rồi để một cái vòng xoay, rồi có ghim những cái món quà, dán hình những cái món quà lên đó, rồi xong cái nó có một cái súng bắn. Rồi hồi nhỏ thì xu ghiền chơi cái đó lắm, chơi không phải là chơi để cái súng, nhưng mà cái mình thích ngắm cái mục tiêu, xong mình bấm một cái bụp mà nó vô được cái tâm giữa là trời, sung sướng cuộc đời luôn. Cho nên là giờ hồi nãy đi qua thấy một cái xe kẹo chỉ hồng, kẹo chỉ xanh, nó cũng giống như là cái xe kẹo kéo ngày trước vậy đó, nhưng mà không có bán kẹo kéo mà bán kẹo chỉ, kẹo tơ hồng. Tự nhiên mình nhớ đến công viên kẹo kéo. Kẹo kéo ở Phan Thiết mình đặc biệt là đi bữa giờ tìm hoài không thấy luôn, không thấy được cái món kẹo kéo đó nữa luôn. Mà mình đi ra ngoài cái bãi đá bảy màu á, ngày chùa của Thạch á, thì lại có một cái chị bán cái kẹo kéo đó. Tisu bữa đó đi ra chùa của Thạch cái đi ăn một lúc 5 cây kẹo kéo, ăn xong về trời ơi nó muốn ná thở luôn, tại vì nó quá là ngọt đi. Mà trời ơi, nhìn thấy nó thèm ơi là thèm luôn, ăn đã đời. Xong tự nhiên giờ hồi nãy đi ngang qua cái xe kẹo chỉ thấy tự nhiên lại thèm kẹo kéo, nên lại kể câu chuyện kẹo kéo cho cả nhà mình nghe. Dạ thì nãy giờ Tisu đi qua hết cái con đường Võ Thị Sáu rồi đó, mình đi qua lại dốc cầu Trần Hưng Đạo. Thì Tisu xin kết thúc cái video clip này ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem video clip và đăng ký kênh ủng hộ Tisu, và mong nhận được những cái lời yêu cầu của cô chú anh chị các bạn về những cái hình ảnh quê nhà, thì để Tisu sẽ dành chút ít thời gian của mình để quay những cái video clip, để nhà mình xem những video clip mình sẽ cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn ha. Rồi bây giờ thì Tisu xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau. Chúc mọi người vui khỏe bình an nha, và mong là một dịp nào đó khi mà mọi thứ trở lại bình thường thì sẽ gặp được cô chú anh chị các bạn tại quê nhà. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.